Từ nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, tức là còn hơn 3 ngày nữa là thời gian còn lại để thí sinh đăng ký, sắp xếp điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dù vậy, theo cập nhật mới nhất của Bộ, đến ngày 25 tháng 7 mới có 50% thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, vẫn còn hàng nghìn thí sinh chưa chốt được nguyện vọng xét tuyển đại học của mình. Con có nguyện vọng học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, nhưng đến chiều qua, chị Hương vẫn cùng con tìm đến các trường để tham khảo thông tin về điểm sàn và mức điểm chuẩn dự kiến trước khi đặt nguyện vọng trên hệ thống của Bộ. Thì chưa biết là cháu được vào cái điểm trường nào, thì cháu bây giờ là đi tìm trường thì trường cao thì không có, mà trường thấp thì bây giờ cháu đang đi tìm. Theo ghi nhận, vẫn còn không ít thí sinh loay hoay giữa ngành nghề cũng như các phương thức xét tuyển. Hai hôm nay, cán bộ tuyển sinh trường Đại học Đại Nam liên tục tiếp nhận các cuộc gọi giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. Hôm nay em đến trường thì em muốn nhận thông tin về các ngành và cách để xét tuyển học bạ. Để gỡ khó cho thí sinh, việc tư vấn hướng nghiệp được các trường đẩy mạnh. Bên cạnh giải đáp trực tiếp, trường Đại học Đại Nam chia sẻ thông tin về từng ngành học trên các nền tảng mạng xã hội. Trường cũng xây dựng rất là nhiều các cái video để phù hợp với cái nhu cầu tiếp nhận thông tin của các con, để tư vấn cho các con chọn ngành sát với cả nhu cầu của thị trường lao động cũng như là phù hợp với năng lực của các con ạ. Theo đại diện các trường, thí sinh cần hiểu rõ về ngành học mình đăng ký thay vì lựa chọn theo mục tiêu đủ điều kiện đỗ. Mức điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến, chương trình, thời gian đào tạo ở mỗi ngành là thông tin thí sinh cân nhắc trước khi đặt nguyện vọng. Tại trường Đại học Đại Nam, với các cái chương trình đào tạo mà rút ngắn thời gian đào tạo 3 năm để tốt nghiệp, thì cái số lượng thí sinh mà quan tâm nộp hồ sơ so với cùng kỳ của năm ngoái là tăng gấp đôi. Vậy là còn khoảng 3 ngày nữa để thí sinh đăng ký, sắp xếp điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ. Thí sinh cần hoàn thành sớm để có thời gian đảm bảo chính xác thông tin nguyện vọng đăng ký.